phố không đi, kể nha, mình đi dạo phố đi. Review cặp cầu đà ràng mới chân cây rồi ăn tin. Review thành phố về đêm. Quay cầu nhé, từ đầu cuối. Lô cốt ngày xưa xe xe là núi nhạn này. Ngọc lãng gọi là Bình Ngọc. Cầu sông chua, cầu sông chua mới chưa cho đi, mình phải đi cầu cũ. Tao bên này người ta đi tập thể dục thôi vậy thôi. Gọi là cầu sông chua. Xe là núi nhạn bờ kề. Và tháp nhạn. Rồi bắt đầu vào trung tâm thành phố. Cà phê vỉa hè. Quán cà phê vỉa hè. Này là công viên Diên Hồng mới. Thấy chưa? Quá đẹp. Đang trong giai đoạn là thi công. Lỡ dở. Chưa hoàn thiện. Và bên này là triển lãm. Làm nhà văn hóa Diên Hồng. Mình
qua đường Trần Đạo mình vào trung tâm thành phố. Được. Chọc ba tên những thanh niên, trẻ em rồi khu vui chơi này. Rồi chào nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu vào trung tâm thành phố. Rồi bắt đầu vào trung tâm thành phố nha, review cho mọi người xem thành phố về đêm. Trung tâm thành phố nên là mua bán rất là đồ sộ, tất cả các mặt hàng đều dồn về trục đường chính này. Shop điện máy, điện lạnh Phú Thu. Rực rỡ. Kiệt chào cả nhà ơi. Đây là bưu điện thành phố Nguyên. Này mình cặp với bưu điện là chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa. Đối diện là có hãng xe Dũng Tiến. Chợ Tuy Hòa. Khoảng cỡ 50 mét đó là hãng trung tâm mại Vinaphone và siêu thị Cấp Mát. Cuối trục đường Trần Đạo là ta sẽ giáp với đường Hùng Vương. Đó, này là có một cái FPT shop. Rồi chúng ta rẽ trái, chúng ta hướng về đường Hùng Vương. Ghê vậy. Trục đường Hùng Vương. Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Phú Yên.